Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Du Mịch và tình mới của Lưu Khổ Uy gây chiến. Quyền nuôi tiểu gạo nếp ngày càng căng thẳng khi Lý Hiểu Phong muốn làm mẹ kế. Mối quan hệ giữa Du Mịch và chồng cũ Lưu Khổ Uy cùng Lý Hiểu Phong tiếp tục dậy sóng mạng xã hội trong thời gian gần đây. Theo truyền thông, mối tình của Lưu Khổ Uy với bạn gái mới Lý Hiểu Phong đang được thu hút sự chú ý của công chúng khi vướng liên quan đến Du Mịch trong việc nuôi bé tiểu gạo nếp. Mỗi khi vướng ồn ào, Lưu Khổ Uy và vợ cũ Du Mịch không phản hồi và giải thích. Ngược lại, ông Lưu Đăng, bố Lưu Khổ Uy, lại trở thành người phát ngôn của con trai. Thậm chí, ông Lưu Đăng thẳng thắn công khai và bí mật nói với mọi người rằng tình cảm của Du Mịch với con gái tiểu gạo nếp rất lạnh nhạt và giao cũ không hề đến thăm cháu nội sau ly hôn. Mới đây trên mạng xã hội còn rộ lên tin đồn Lý Hiểu Phong mang thai và được nhà họ Lưu cưng chiều. Hiện Lưu Khổ Uy đang rất tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Tiểu gạo nếp dường như bị bỏ mặc. Nhiều người xót xa cho cô bé và mong Du Mịch có thể sớm nhận lại quyền nuôi con gái. Khi biết Lưu Khổ Uy sắp tái hôn, Du Mịch được cho là về Hồng Kông để giải quyết vấn đề giành quyền nuôi con. Theo tin tức, Du Mịch không hề từ bỏ quyền nuôi con mà sẵn sàng chi 50 triệu nhân dân tệ để giành lấy con gái từ chồng cũ. Có thể thấy tình yêu của Du Mịch dành cho tiểu gạo nếp không hề như lời đồn của bên ngoài. Tuy nhiên, Lưu Khổ Uy dù tái hôn, anh vẫn muốn nuôi tiểu gạo nếp, thậm chí còn ra số tiền cao ngất ngưỡng để làm khó Du Mịch. Dường như Lưu Khổ Uy không dễ dàng buông tha, dù sao tiểu gạo nếp cũng là con đầu lòng của anh. Sau khi ly hôn Du Mịch, quan hệ đôi bên cũng rơi vào tình trạng căng thẳng. Nguồn tin tiết lộ Du Mịch đang tích cực đấu tranh giành quyền nuôi tiểu gạo nếp, đồng thời lợi dụng dư luận để công kích, có vẻ như cô đã gây chiến với Lý Hiểu Phong. Hình ảnh người mẹ tốt của Du Mịch thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, tiết lộ rằng cô và một người mẹ hiền lành, tốt bụng và còn có những bức ảnh chơi đùa cùng con cái. Cũng có nhiều người than thở rằng việc Du Mịch mang thai sinh nở và nuôi con gái không hề dễ dàng. Lý Hiểu Phong dù muốn làm mẹ kế nhưng cũng không thể làm được. Tuy nhiên, Lý Hiểu Phong cũng chẳng muốn kém cạnh. Cô cũng thường xuyên lên mạng đăng loạt ảnh tâm trạng vui vẻ cho thấy mình đang rất hạnh phúc. Động thái này giống như cuộc công kích ngầm với Dương Mịch rằng cô sẽ là người thay Dương Mịch làm phu nhân nhà họ Lưu và mẹ của tiểu gà nếp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.